Em ơi, Ừ. sau nhá, anh bảo nhá, ăn cơm cùng với bố mẹ ấy thì mặc cái áo ngực vào hay như nào ấy thì tự nhiên để đầu ti nó cứ chọc ra ngoài đấy, vô duyên bỏ dư đó, ăn cơm không ăn được. Ướp lên hồ xoài đi. Có Xoay khi cái người gì mới đâu. đấy này, anh nhắc khéo là người nhà với nhau, toàn bố mẹ ở đây, nhắc khéo là có mặt bố mặt anh ở đây, mặt mẹ ở đây. Biết rồi, tôi hiểu đấy. Cô loạn lớn lớn thì đẻ luôn đi con ạ, cho hai đứa chăm cả thẻ. Đúng rồi, đẻ luôn mẹ anh. Bảo thế cũng nghe được. Con vừa mới đẻ cháu chưa được 3, đừng hỏi 4 tháng. Nó lại kêu đẻ, đẻ thế nào? Thì mẹ nói thế là đẻ luôn đi, chăm cả thẻ chứ mai kia bố mẹ già rồi chăm sao được. Thế đẻ đi, đẻ luôn rồi mình á. Cái nào tiện thể ở đấy? Đẻ một đứa rồi, bây giờ đẻ nữa, chăm hai đứa đi ăn. Con không có sức thầy ạ. Cả kinh tế còn một đứa còn lo còn chưa xong, đòi hai đứa. Vợ chồng con định tính nhưng mà nó cũng phải khoảng tầm độ 2-3 năm thì vợ chồng con mới tính thêm là đẻ thêm. Ừ, nhưng mà ý bố mẹ là khoảng để cho thằng sữa nó khoảng tầm 7-8 tháng thì đẻ thêm cũng được. Ý là chăm là chăm 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 một lèo. Bố mẹ ăn đi con, không ăn hôm nay con đau họng lắm đấy. Ăn đi con ơi. Đẻ mẹ đi, đẻ càng nhiều càng tốt. Người ta nói rồi, đông con thì nhà có phúc, cứ đẻ nhiều mà. Con chỉ sinh hai đứa thôi thầy ạ. Bố ạ. Mẹ cũng thế, mẹ ngày xưa đấy. Tao đẻ 3-4 đứa mà trong không đó lại còn sảy thai mấy lần, không gì mà đàn. Con lạy thầy, thầy có thương con không đấy? Con thấy bên em con làm dâu làm con, phải có làm cái máy đẻ để mà đẻ lên tù tì như thế. Này này, lại hỗn rồi đấy, máy đẻ thì máy đẻ. Bố mẹ nói là có lý không mẹ? Thế làm là đẻ cả đàn. Đàn gì bố này, cái câu cửa miệng bố em chấp nhận làm gì nhỉ? Đang ăn cơm vui vẻ, mẹ nói có một câu thôi mà nó bật tách 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 rồi. Thế là nó đẻ lên một tí. Mẹ thấy một lòng buồn nào. Tôi đẻ một đứa tôi chưa bao đủ về làm. Thì đấy là đang là câu chuyện bữa cơm. Chuyện thôi, con đẻ thì con đẻ luôn thì giờ còn khỏe, mẹ cũng bố mẹ cũng khỏe. Tự nhiên nổi đùng nổi đoán đấy, chứ mày bố láo bố láo bố léo. Như thế này. Cho cái bát ở mặt bây giờ. Không thôi đấy. Động tí gọi đánh vợ là sao? Dọa gì? Vợ đâu thòi phúc phúc ấy. Cô phải hỏi tại sao tôi động tí nó đòi đánh cô nhá. Thôi. Vì cô đã tôn trọng bố mẹ thôi chưa? Thôi. Đấy, thấy chưa? Đang ăn cơm thì nói chuyện như vậy để cho bố mẹ bỏ trong nhà là như thế nào? Hả? Làm sao? Thế ông thì tôi về bỏ em, thì tôi về để làm cái máy đẻ cho nhà ông? Chả phải máy đẻ hay không máy gì cả. Đang nói chuyện vui vẻ thế. Thằng Thương nó có 3 tháng tuổi. Không có gì. Đẻ đái, cái gì mà đẻ đái? Nói đẻ. Đây là nói chuyện là con nó cứng cáp thì đẻ. Thế là cứng cáp? Cứng cáp là cái bác cứng cáp? Hả? Thế là tôi đi gọi con bỏ bố mẹ không nhá? Này, mày thấy đổi với ai hả? Hả? Mày thấy đổi với ai hả? Hả sao? Ông sao? Hả? Hả? Đấy mẹ xem nhờ, nó thái độ của con này. Hả sao? Có điên không? Có điên không? Thế này, nó có khác mày đẻ tôi. Bố láo nào nhá, mày đừng bố láo. Bố xem đấy, nó mất dạy không? Đấy, mẹ vợ gì mà đập bát đập đĩa này. Cái mày định là có vai đập tới mà tôi đập đâu? Thế mày không đập đấy. Mày đập không? Thế tao đập trước mày cũng đập à? Hả? Nhưng mà thôi. Tao đập thì mày cũng được quyền đâu mà. Chả là sao à? Thôi mẹ xin các con, thôi. 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 Đâu con là cháu đống, nói thế là câu chuyện. Còn mày đẻ hay không đẻ là việc của tao với mày. Thế mà tự nhiên là mày thái độ thế làm gì? Đẻ tao đấy mày vợ hai. Đấy ông ơi đi. Đấy luôn đi. Con cảm nhờ. Mẹ con này nó mất dạy, nó bố láo này. Đấy mẹ xem này. Mẹ xem này, nó đập bát này. Đây nó đập bát này. Đấy. Đấy nó phải đổ đập đấy. Quá nó đập vào mặt mình còn gì nữa. Mẹ thấy không, có rắc rối không? Rắc rối ở nhà này là cái con này này. Con này ghê lắm. Cái con này nó quá ghê mẹ. Đấy mẹ thấy không? Đấy mẹ con mình còn hiền đấy. Ngoài thằng khác gì? Tao trông khuôn mặt nó đầu tiên tao đã không ưng rồi. Mẹ mày cứ thấy nó tớn tớn nịnh nót vào là đầu tiên tôi bảo rồi, mặt rơi tay quát cái thứ là không sạch đâu. Đấy bây giờ cả khổ cả một gia đình nhà mình nhà cứ buổi chiều nữa. Mẹ không phải nhặt để đấy tí đâu nhặt. Mẹ không phải nhặt. Mẹ không phải nhặt. Mẹ cũng để đứt tay ra. Đứt tay ra mẹ. Bố láo còn dành con mình. Lúc yêu mày.